Tiếp theo đến mẫu chuyện 39, một buổi khuyến nông. Vào những năm 1944-1945, cuộc thế chiến thứ hai càng lúc càng trở nên ác liệt do hai phe phát xít và đồng minh gây ra. Bây giờ kinh tế nước ta bị phong tỏa, hàng hóa không nhập cảng được, trở nên khan hiếm đắt đỏ. Ngược lại, lúa gạo không xuất cảng nặng nên bị mất giá. Trong lúc đồng bào miền Bắc chịu cảnh đói khổ, thì ở Sài Gòn, người Pháp dùng lúa thế cho than chụm các nhà máy điện. Vì giá lúa quá rẻ, nông dân bắt đầu bỏ ruộng hoang tìm nghề khác sanh sống. Mà nguyên nhân cũng tại vì Tây Di bài kế phá hoại nền kinh tế nước ta, làm cho điên đảo sang hàng, làm cho để cứu vãn tình thế, người Nhật yêu cầu Đức Thầy đi khuyến nông khắp vùng châu thổ sông Cửu Long, bởi họ biết Ngài có ảnh hưởng lớn đối với đồng bào trong các tỉnh miền Tây Nam. Vì có nhiệm vụ thiêng liêng đối với dân tộc, Đức Thầy thừa cơ hội ấy nhận lời đi khuyến nông, để vừa khuyến khích nông dân nỗ lực cấy cày, vừa củng cố hàng ngũ Phật giáo hòa hảo. Cuộc khuyến nông kéo dài suốt 2 tháng, từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 30 tháng 6 năm Dậu 1945 mới xong, gồm có 107 vị trí. Mỗi vị trí số người giữ nghe hàng 5-7 ngàn, nên phần nhiều các nơi tổ chức tại sân vận động. Vào ngày 4 tháng 6 năm Ất Dậu, Đức Thầy thuyết giảng tại sân vận động xã Mỹ Luông. 2 giờ chiều hôm ấy, tôi đã có mặt tại vị trí, lòng nôn nao trong ngóng vì bấy lâu chưa gặp Đức Thầy lần nào. Mặc dầu tôi đã quy y từ 4 năm trước, mà nay là ngày thỏa mãn nhất là tôi sắp đặn trực tiếp nghe lời khuyến giáo của Ngài. Khoảng 3 giờ chiều, trời đang nắng nực, bỗng mây đen phủ tới, ai ai đều tản mát tìm nhà ẩn trú, rồi một đám mưa thật lớn như cầm tỉnh đổ. Qua 4 giờ mưa tạnh, màn trời trở nên trong lành, người ta trở lại sân vận động. Từ hai bên đường xuống bến tàu, nơi nào cũng đông nghẹt, không thể đếm lường con số. Dầu vậy, nhưng chẳng hề nghe một tiếng động hay một tiếng nói chuyện lớn, tất cả đều trong tư thế trang nghiêm chờ đó. Từ thuyền máy, Đức Thầy bước lên, vừa đi vừa chào đáp mọi người, cho đến khi bước lên diễn đàn. Ngài xây mặt bốn phía chào đón đồng bào bằng cách hai bàn tay nắm chặt vào nhau, đầu hơi cúi, đoạn Ngài cất tiếng nói. Giọng Ngài nghe thanh ấm như chuông đồng. Tôi ngồi cách rất xa vẫn nghe được rõ ràng. Lời lẽ của đấng từ bi tuôn ra như suối đổ, mà sức nhớ của kẻ phàm phu này có hạn, nên nơi đây tôi chỉ sơ lược những gì còn nhớ rõ mà thôi. Đức Thầy bắt đầu thuật lại cảnh đói miền Bắc. Có nhiều làng dân chúng chết, chỉ còn lại thưa thớt, hết lúa, khoai, rau cỏ và thịt các gia súc, người ta hái tới lá cây mà ăn. Phái đoàn cứu trợ nhìn hai bên đường, thấy vườn tược cây cối đều sơ rơ còi cọc. Tại một đống rơm, trên 10 người nằm chết chung quanh, miệng còn ngậm vài cọng rơm. Cũng có nhiều người đi chưa tới đống rơm đã ngã chết dọc theo đường. Thậm chí người ta còn ăn cả da dài, da dép, nằm la liệt hai bên đường. Một cảnh rùng rợn hơn, tại gốc vườn nọ, 5-7 người ngồi chung quanh một cái nồi lớn đang đun sôi, bốc hơi nghi ngút. Đó không phải là nồi cháo rau chi cả, mà chính là thịt người do các đứa trẻ cha mẹ chết hết, không ai đùm bọc, bị những người ấy bắt làm thịt nấu ăn. Ngài còn kể lại một thảm kịch vô cùng bi đát, là sau hè một cái nhà nhỏ,
bà mẹ đang chôn sống đứa con 6 tuổi. Bởi bà thấy mình sắp chết, nếu để con ở lại, người ta cũng bắt làm thịt mã, nên bà định chôn con trước, rồi chết theo sau. Song vì sức quá yếu, bà chỉ đào được một cái lỗ sâu chừng 3-4 tấc, rồi dẫn đứa bé xuống, lắp đất lên, đôi mắt bà đẫm lệ, như đứt từng đoạn ruột. Đứa bé biết mẹ chôn sống mình, nên kêu khóc với mẹ. Mẹ ơi, con còn sống đây mẹ, sao mẹ nỡ chôn con? Bà mẹ vừa đùa đất xuống, vừa than khóc. Mẹ thương con, mẹ mới chôn con. Đứa bé cố ngoi lên và kêu khóc lần nữa. Mẹ ơi, con còn sống đây mẹ. Bà mẹ cũng lặp lại mấy tiếng. Mẹ thương con, mẹ mới chôn con. Rồi từ đó người ta chỉ còn nghe hai tiếng đứt quãng. Mẹ ơi, con ơi. Cho đến khi dứt hẳn, bà mẹ ngã gục bên đứa con, rồi mẹ con cùng chết. Nghe Đức Thầy thuật đến đây, tự dưng nước mắt tôi trào ra. Dù là trong lứa tuổi 19 của hàng nam tử, chưa lần nào bị xúc động như thế. Tôi liền đưa mắt nhìn xung quanh, thấy ai nấy cũng đều gục mặt, lấy khăn chậm nước mắt. Có nhiều bà, nhiều cô khóc ra tiếng. Bỗng nghe tiếng Đức Thầy kêu lớn lên 3 tiếng: đói, đói, đói. Mọi người đều giật mình im lặng và hướng về diễn đàn. Đức Thầy liền cất giọng: hỡi đồng bào, hỡi đồng bào, thần chết đã tràn vào Trung Bắc. Tiếng Ngài nghe vừa vang rền cao vút, vừa thanh ấm thâm trầm, thật là khó tả. Cả mấy ngàn người đều im phăng phắc để lắng nghe từng tiếng. Ngài vừa đọc vừa thuyết giảng hết bài khuyến nông, rồi Ngài kêu gọi đồng bào hãy xây lưng đoàn kết, nỗ lực cấy cày, và nhắc đến câu: ai ơi đừng bỏ ruộng quan, bao nhiêu tấc đất tấc vàng bấy nhiêu. Ngài còn khuyến tấn mỗi người trong bổn đạo phải tuyệt đối thi hành hai phương diện: hãy cần kiệm sốt sắng lo làm ăn và lo tu hiền chân chất. Kế đó, Ngài đọc bài đính chánh để khuyến cáo đồng bào hãy cảnh giác, đừng để bị lầm những lý thuyết du dơ, những mối manh mê tín không đúng chân lý của đạo Phật. Suốt 2 tiếng đồng hồ, Đức Thầy càng nói, tiếng Ngài càng lớn và thanh ấm, lưu loát, chẳng hề lạc giọng. Trên đường về, ai nấy đều trầm trồ thán phục và tiếc uổng vì không làm sao nhớ cho hết lời thuyết giảng của Ngài. Thuật theo lời của Thiện Tâm. Phụ bàn: quay lại cuồng phim buổi khuyến nông của Đức Thầy tại xã Mỹ Luân, các tín hữu từ 50 tuổi trở lên chắc ai cũng có tham dự, hoặc còn nhớ ít nhiều lời lẽ trong những nơi khuyến nông khác. Tuy câu chuyện cách nay gần 40 năm, nhưng với hình dáng giọng điệu và lời lẽ của Đức Thầy hình như hiện ra trước mặt kẻ cầm bút. Là một nền đạo xuất phát từ dân tộc Tín với chủ trương đời đạo liên quan nhập thế cứu đời. Cái hành đạo đúng theo ý nghĩa xác thực của nó là làm thế nào phát hiện được những đức tánh cao cả và thực hành trên thực tế bằng mọi biện pháp để đem lại cái phước lợi cho toàn thể chúng sanh, thì đó là sự thỏa mãn trong đời hành đạo của mình. Do đó, Đức Thầy và tín đồ đều có trách nhiệm thiêng liêng cứu nguy dân nước. Nên trước nạn đói khổ miền Bắc, Ngài đứng ra kêu gọi: cá kêu điện chỗ khu năm, đứng lên đừng để ruộng đồng bỏ. Hỏi tai nạn của nước, nó già dài là trước đầu tiên. Nam kỳ đâu phải sống riêng, mà còn cung cấp
với các nhà điền chủ, tiền của đại rương, ruộng vườn muôn mẫu, ngài giác tỉnh họ. Điền chủ phải một lần chịu tốn giúp áo quần, giúp mi giống thêm lên, muốn cho dân được lòng bền, mua giùm canh cũ là nền khuất trương. Với những người nghèo khổ làm thuê làm mướn, như người xưa đã bảo, quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách, thì nay Đức Quỳnh Giáo Chủ cũng dạy. Kẻ vô ta cũng là trọng trách, cứu giống nòi, quyết sạch non sông. Một phen gia cốt ra đồng, thề rằng ruộng phải sau cùng, ngài đem tấm lòng từ ái nhắn gửi các giới đồng bào hãy xây lưng đoàn kết, thương yêu đùm bọc lẫn nhau để xứng đáng là con cháu rồng tiên. Gửi một tấm lòng son nhắn nhủ khuyên đồng bào hãy rủ cho đông, nắm tay trở lại cánh đồng cần riêng phần tín đồ. Ngài dạy mỗi người cần thể hiện cả hai việc sốt sắng lo làm ăn và lo tu hiền chân chất, bởi có làm ăn gia đình mới có đủ sống và yên tâm tu học, có thực mới dịch được đạo, lại còn dư ra để bố thí giúp đời và đủ phương tiện đền đáp tứ ân. Tứ ân đã trả chẳng còn tội căn, song sự làm ăn phải đúng theo chánh nghiệp và biết tiết kiệm để tránh sự tiêu xài xa xí, mà suốt ngày phải dồn hết thân tâm phụng sự cho vật chất, không rảnh rỗi tu hành. Và có tu hiền chân chất, hành giả mới đặng trọn lành trọn sáng để thoát qua tai nạn hải hùng của cơ tận diệt và vượt khỏi dòng sanh tử luân hồi. Tội tiêu phước trường tồn, không còn mắt nẻo dài khôn luân hồi. Cho nên cả hai mặt nói trên, người tu theo giáo lý Phật giáo hòa hảo không thể thiếu một. Cũng trong thời gian ấy, năm 1945, có bọn tà thuyết tung ra một bài sấm lan truyền khắp vùng Hậu Giang, nói rằng tháng 8 tới đây sẽ tối trời tối đất, người chết nhà tan. Đức Thầy biết đó là điều mỹ dấu, có hại chung cho quốc dân. Hại cho quốc ơi, cưới dân sanh, ruộng đồng tươi đẹp dân đành ngó lớn, thương thay những kẻ ngu khờ lầm bọn chúng còn ngầm mưu to đập với nhau làm mất uy tín Phật giáo hòa hảo. Phao tin rằng chuyện đó do Tư Hòa Hảo truyền ra nên buộc lòng Đức Thầy mới đính chánh. Buộc lòng tôi phải đính ngoan cho trong toàn quốc gần xa đều tường, chuyện ấy là của bọn phá hoại chủ trương hại mình. Anh em ta hãy đồng tình, nếu gặp
Mô A Di Đà Phật.